Chào tất cả các em. Hôm nay, cô trò chúng ta lại bước vào chương trình học trực tuyến bộ môn ngữ văn 9. Văn bản bếp lửa của bằng Việt. Ở bài học này, cô sẽ giúp các em cảm nhận được những tình cảm, cảm xúc chân thành của nhân vật trữ tình, người cháu, và hình ảnh người bà giàu tình thương, giàu đức hy sinh trong bài thơ Bếp Lửa. Thấy được nghệ thuật diễn tả cảm xúc thông qua hồi tưởng, kết hợp miêu tả tự sự bình luận của tác giả trong bài thơ. Trước khi vào bài mới, cô chào chúng ta cùng bước vào kiểm tra bài cũ. Qua một phần trắc nghiệm, em tập làm thủ môn. Bài Đoàn Thuyền Đánh Cá của tác giả nào? Nguyễn Đình Chiểu, Phạm Tiến Duật, Chính Hữu và Huy Cận. Các em dễ dàng tìm ra đáp án. Đó là Huy Cận. Bài Đoàn Thuyền Đánh Cá được trích trong tập thơ nào? Vầng trăng quần lửa, lửa thiên, đầu súng trăng treo và trời mỗi ngày lại sáng. Bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá khắc họa lên điều gì? Người lao động mới, người chiến sĩ luôn lạc quan, người lính trên chiến trường và người nông dân mặc áo lính. Đó là khúc tráng ca, ca ngợi những người lao động mới. Các em thân mến, giờ đây, cô trò chúng ta cùng bước vào bài mới. Trong cuộc đời, ai cũng có riêng mình những ký ức của một thời thơ ấu, hồn nhiên, trong sáng. Những kỷ niệm ấy có thể là những điều gần gũi, thân thiết, có lúc rất thiêng liêng, mang sức mạnh phi thường. Nó nâng đỡ con người suốt hành trình dài và rộng của cuộc đời. Bằng Việt cũng vậy. Ông đã có một kỷ niệm tuổi thơ rất đẹp, được sống những tháng ngày bên người bà thân yêu của mình, cùng nhóm lên bếp lửa yêu thương. Hôm nay, cô trò chúng ta cùng cảm nhận tình bà cháu trong bài thơ Bếp Lửa của ông. Các em cùng cô đọc bài thơ Bếp Lửa. Một bếp lửa trần vờn sương sớm, một bếp lửa ấp yêu nồng được, cháu thương bà biết mấy nắng mưa. Lên 4 tuổi cháu đã quên mùi khói, năm ấy là năm đói mòn, đói mỏi. Bố đi đánh xe khô rạc ngược gầy, chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu, nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay. 8 năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa, tu hú kêu trên những cánh đồng xa. Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà? Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế, tiếng tu hú sao mà tha thiết thế. Mẹ cùng cha công tác bận không về, cháu ở cùng bà bảo cháu nghe. Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học, nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc. Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà, kêu chi hoài trên những cánh đồng xa. Năm giặc đốt làn cháy tàn cháy rụi, hàng xóm 4 bên trở về lầm lụi, đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh. Vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh, bố ở chiến khu bố còn Việt bố, mày có viết thư trước kể này kể nào, cứ bảo nhà vẫn được bình yên. Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen, một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn, một ngọn lửa chứa niềm tin dai sẵn. Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa, mấy chục năm rồi đến tận bây giờ, bà vẫn giữ thói quen dậy sớm. Nhóm bếp lửa ấp yêu nồng được, nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi,
nhóm nồi xôi gạo mới sẽ chung vui, nhóm dạy kẻ những tâm tình tuổi nhỏ, ôi kỳ lạ và thiêng liêng bếp lửa. Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu, có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngã. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở, sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa? Các em quan sát, nghe giảng và cùng ghi chép vào vở bài học. Một la mã đọc tìm hiểu chú thích. Tác giả, các em cùng cô mở sách giáo khoa, trang 145. Chúng ta tìm hiểu về tác giả Bằng Việt. Bằng Việt tên khai sinh là Nguyễn Việt Bằng, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1941, quê ở huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây. Thuở nhỏ, ông sống ở Huế. Bằng Việt làm thơ từ đầu những năm 60 và thuộc thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Hiện nay, ông là chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội. Giọng thơ của ông luôn trong trẻo thiết tha, phù hợp với đề tài, những kỷ niệm, những mơ ước của tuổi trẻ. Ông có nhiều sáng tác. Và bài thơ Bếp Lửa được sáng tác năm 1963 khi tác giả học ngành luật tại nước Nga. Bài thơ đã được đưa vào tập Hương Cây Bếp Lửa in năm 1968. Đây cũng là tập thơ đầu tay của Bằng Việt và Lưu Quang Vũ. Thể thơ tự do. Phương thức biểu đạt chính là biểu cảm. Bởi bài được viết bằng mạch cảm xúc, từ hồi tưởng đến quá khứ, hiện tại, từ kỷ niệm đến suy ngẫm, triết lý. Bố cục bài có thể chia thành 4 phần. Phần 1 là 3 dòng đầu, hình ảnh bếp lửa khơi nguồn cho dòng hồi tưởng cảm xúc về bà. Phần 2 là 4 khổ thơ tiếp theo, hồi tưởng những kỷ niệm tuổi thơ sống bên bà và hình ảnh người bà gắn liền với hình ảnh bếp lửa. Ở khổ thơ thứ 3, cô xin lỗi, ở phần 3, khổ thứ 6 là suy ngẫm về bà và cuộc đời bà. Phần 4 là khổ cuối, người cháu đã trưởng thành đi xa nhưng vẫn không nguôi nhớ về bà. Phần 2 la mã, đọc tìm hiểu văn bản. Một nhỏ, hình ảnh bếp lửa khơi nguồn cho dòng hồi tưởng cảm xúc về bà. Một bếp lửa trần vờn sương sớm, một bếp lửa ấp yêu nồng được, cháu thương bà biết mấy nắng mưa. Bếp lửa khi nhắc đến là một hình ảnh quan trọng và có ý nghĩa xuyên suốt trong toàn bộ bài thơ. Điệp ngữ bếp lửa được lặp lại 2 lần mở đầu cho 2 dòng thơ. Cô xin lỗi, mở đầu cho 2 câu thơ, cho thấy tình cảm và những kỷ niệm của tác giả về bà được khơi gợi từ hình ảnh bếp lửa mộc mạc thân thương, một hình ảnh gần gũi quen thuộc trong mỗi gia đình Việt Nam từ bao đời nay. Đó cũng chính là hình ảnh gắn bó sâu đậm trong tuổi thơ và cuộc đời của tác giả. Từ lấy gợi hình trờn vờn, vừa giúp ta hình dung làn sương sớm đang bay nhẹ nhẹ quanh bếp lửa bập bùng, vừa gợi cái mờ nhòe của ký ức thời gian phù hợp với hoàn cảnh của nhà thơ. Từ lấy ấp yêu là một sự sáng tạo của nhà thơ, gợi đôi bàn tay kiên nhẫn, khéo léo, tấm lòng chăm chút thương yêu của bà đối với cháu. Từ hình ảnh bếp lửa, ta liên tưởng đến người nhóm lửa, nhóm bếp, đến nỗi nhớ niềm thương với bà của đứa cháu đang ở nơi xa. Nó trần vờn trong nỗi nhớ,
ám ảnh trong tâm trí nhà thơ, để rồi ông luôn trân trọng giữ gìn những kỷ niệm quý giá ấy. Giờ đây, đứa cháu phương xa trào dâng cảm xúc về bà, được kích động ở từ thương. Là lời khẳng định chân thật mà giản dị tấm lòng yêu kính bà của cháu. Từ thương đi liền với từ bà, hai thanh bằng liền nhau, tạo âm vang ngân dài như nỗi lòng xao xuyến của người cháu, là nỗi nhớ trải dài của người cháu đối với bà. Cách nói ẩn dụ, biết mấy nắng mưa, vừa gợi lên cuộc đời đầy lo toan vất vả của bà, vừa nêu bật tình cảm sâu nặng, không thể tả xiết của người cháu đối với bà. Kỷ niệm tuổi thơ được sống bên bà, có những khoảnh khắc lúc 4 tuổi, lúc 8 tuổi và những năm tháng giặc đốt làng. Những kỷ niệm ấy được khắc họa bằng những dòng thơ. Lên 4 tuổi cháu đã quen mùi khói, năm ấy là năm đói mòn, đói mỏi, bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy. Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu, nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay. Những dòng hồi tưởng của tác giả về kỷ niệm tuổi thơ của những năm tháng sống bên cạnh bà. Tuổi thơ ấy có bóng đen ghê rợn của nạn đói 1945, có cuộc sống cực nhọc, bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy. Lúc đó, cháu sống trong sự cô man đùm bọc của bà. Lời thơ như giản dị tâm tình, tác giả như đang cho ta nghe lại câu chuyện cổ tích của tuổi thơ mình. Nơi ấy, nếu câu chuyện cổ tích có bà tiên, có phép màu, thì trong câu chuyện của Bằng Việt có bà và bếp lửa. Từ nhỏ, cháu đã quen với mùi khói bếp thân thuộc đi vào tiềm thức. Cháu ấn tượng về cái năm đói mòn, đói mỏi. Đây là một sáng tạo độc đáo của tác giả. Khi tách từ lấy mòn mỏi thành đôi và điệp từ đói vào giữa. Để nhấn mạnh cái đói dài làm mỏi mệt, kiệt sức, người và ngựa đều khô rạc. Hình ảnh của người dân và đất nước Việt Nam đang giãy giụa, quằn quại trước những mất mát đau thương. Cháu lúc nào cũng được bà chở che, lúc nào hai bà cháu cũng cùng nhau bên bếp lửa đầy khói. Chính mùi khói ấy đã quyện lại, bám lấy tâm hồn cháu, để rồi giờ đây khi nghĩ lại, thấy sống mũi còn cay. Mùi khói làm cay mắt người cháu, hay chính tấm lòng của người bà đã làm cho đứa cháu không cầm được nước mắt. Một tuổi thơ có nhiều gian khổ thiếu thốn, nhưng đông đầy ấm áp tình bà. Kỷ niệm của cháu lại được khắc họa qua khoảnh khắc thứ hai, lúc 8 tuổi. 8 năm bố mẹ đi công tác, hai bà cháu cùng nương tựa vào nhau. Cháu lớn lên trong sự chăm sóc, nuôi dưỡng của bà. Nơi ấy có âm thanh tiếng chim tu hú. Chỉ với 11 câu thơ mà tiếng chim tu hú xuất hiện 5 lần với nhiều sắc thái khác nhau. Sự xuất hiện của tiếng chim tu hú kêu, tu hú ơi, tiếng chim quen thuộc của cánh đồng quê mỗi độ hè về. Tiếng chim như rục rã, như khắc khoải tha thiết, khiến lòng người trỗi dậy những hoài niệm nhớ mong về quê hương, về người thân xa xít. Một loạt các hình ảnh liệt kê điệp ngữ
để diễn tả sâu sắc, thấm thía nỗi lòng của người cháu đối với bà. Giờ đây, bà là chỗ dựa cho cháu trên bước đường trưởng thành. 8 năm cháu ở cùng bà, cháu lớn lên trong tình thương yêu và sự chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ của bà. 2 câu thơ 16 chữ thôi, mà chữ bà và chữ cháu đã chiếm đúng một nửa. Ngôn từ tác giả sử dụng đã hội tụ tất cả tình yêu thương của bà dành cho cháu. 8 năm cháu ở cùng bà, với sự đùm bọc, chở che, chăm sóc, với những câu chuyện bà kể cháu nghe, với những công việc bà dạy cháu làm, với những bài học bà bảo ban cháu. Tất cả đã làm sáng lên tấm lòng tận tụy, yêu thương vô bờ của bà đối với cháu. Bằng nét thơ sáng tạo, Tu Hú ơi chẳng đến ở cùng bà. Bằng việc đã để cho người cháu thể hiện tình cảm của mình dành cho bà khi tâm sự chân thành với những con chim tu hú bình dị trên những cánh đồng xa. Tiếng chim tu hú trong khổ thơ làm cho không gian kỷ niệm có chiều sâu, khiến cho nỗi nhớ của cháu về bà bỗng trở nên thâm thẳm vời vợi. Nỗi nhớ tiếp theo là năm tháng chiến tranh ác liệt. Năm giặc đốt làng, cháy tàn, cháy rụi. Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi. Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh. Chiến tranh khốc liệt vô cùng đã gây ra bao đau khổ cho bao người, bao nhà. Và hai bà cháu trong bài thơ cũng trở thành một nạn nhân của chiến tranh. Gia đình bị chia cắt, nhà bị giặc cháy, đốt cháy rụi. Đây là sáng tạo độc đáo của nhà thơ. Tách từ ghép tàn lụi làm đôi và điệp từ cháy vào giữa để xoáy và nhấn mạnh sự dữ dội, khốc liệt của chiến tranh. Trong hoàn cảnh ấy, hình ảnh người bà hiện lên thật đẹp, thật dũng cảm với tấm lòng hy sinh cao cả. Từ lấy lầm lụi thể hiện hình ảnh người bà âm thầm một mình gánh vác những vất vả lo toan, và cũng gợi dáng vẻ đau thương mất mát của người dân khi trở về chứng kiến cảnh giặc tàn phá làng của mình. Và trong khoảnh khắc ấy, tình làng nghĩa xóm hiện lên thật đẹp. Thơ là cô đọng, là hàm xúc, là ý tại ngôn ngoại. Nhưng điểm đặc biệt trong thơ của tác giả Bằng Việt đó là chất tự sự luôn đậm nét. Ông đưa cả một đoạn hội thoại với lời dẫn trực tiếp vào câu chuyện, như đang tái hiện một quá khứ một cách cụ thể rõ nét. Dù có đau khổ vất vả thế nào, bà cũng không nói ra vì sợ con cháu của mình lo buồn. Bà cứng rắn dẫn cháu vượt qua mọi khó khăn. Điều ta có thể thấy qua lời dặn của bà: mày có viết thư chứ kể này kể nọ, cứ bảo nhà vẫn được bình yên. Bà đã vi phạm phương châm về chất. Nhưng lời dặn của bà thật giản dị, nhưng nó lại chất chứa biết bao tình cảm. Hình ảnh người bà giờ đây không chỉ là của riêng cháu, mà còn là một biểu tượng rõ nét cho phẩm chất cao quý, đức hy sinh nhẫn nại của người phụ nữ Việt Nam. Trong ý thơ còn hàm chứa cả lòng khâm phục và kính trọng dành cho bà, dành cho những con người phụ nữ Việt Nam anh hùng, cũng như hình ảnh hướng về Tổ quốc, hướng về những người thân yêu. Bếp lửa ấm áp của bà tương phản với ngọn lửa chiến tranh tàn phá hủy diệt, còn nơi bà lại gieo sự sống, niềm tin cho cháu. Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen,
Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn, một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng. Ba câu thơ như một nốt nhấn, một điệp khúc khó quên trong bản tình ca về tình bà cháu đầy thiêng liêng và cao quý. Rồi sớm, rồi chiều cứ đều đặn như thế, bà vẫn nhen lên ngọn lửa như nhen nhóm trong lòng cháu một tình cảm rộng lớn, ấp ủ bằng tình thương bao la dạt dào suốt cuộc đời bà dành cho cháu. Ở khổ thơ này, tác giả đã nâng hình ảnh bếp lửa trở thành hình ảnh một ngọn lửa. Hình ảnh ấy tỏa sáng trong câu thơ, có sức truyền cảm mạnh mẽ hơn, bởi bếp lửa của tình yêu gia đình quê hương giờ đây đã trở thành một ngọn lửa mang giá trị biểu tượng. Bếp lửa ấy được nhen không phải chỉ bằng nhiên liệu, mà từ ngọn lửa trong lòng bà. Một ngọn lửa của tình yêu thương, ngọn lửa của niềm tin và kháng chiến, ngọn lửa ấm lòng của tình bà cháu, ngọn lửa soi sáng con đường cho cháu đi. Những suy ngẫm về bà và cuộc đời bà được khắc họa bằng những dòng thơ. Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa, mấy chục năm rồi đến tận bây giờ, bà vẫn giữ thói quen dậy sớm. Hai dòng thơ đầu với từ lận đận và thành ngữ biết mấy nắng mưa được lặp lại một lần nữa để cho thấy cuộc đời đầy vất vả, lo toan của bà. Nhưng chính từ cuộc đời ấy, bà hiện lên mới kỳ diệu làm sao. Điệp ngữ nhóm được nhắc lại 4 lần, mang 4 nghĩa khác nhau, vang lên theo từng cung bậc tình cảm lớn dần. Nó tỏa sáng dần tính cách cao đẹp của bà. Bà nhóm bếp lửa ấp yêu nồng được, như khẳng định lại tình cảm sâu sắc của hai bà cháu. Nhóm tình yêu thương khoai sắn ngọt bùi, bà truyền cho cháu tình yêu xóm làng, yêu mảnh đất quê hương nghèo khổ. Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui, bà dạy cho cháu biết hy sinh san sẻ với mọi người. Cuối cùng, người bà kỳ diệu ấy nhóm dậy thức tỉnh và vun đắp cho đứa cháu trở về tâm hồn và cách sống. Ở câu thơ cuối, ôi kỳ lạ và thiêng liêng bếp lửa, xét về cấu tạo là câu đặc biệt, xét về mục đích nói đó là câu cảm thán. Đảo kỳ lạ và thiêng liêng lên phía trước, để bếp lửa phía sau trở thành thành phần biệt lập, thành phần phụ trú. Phần này các em sẽ được học ở học kỳ 2, để thấy được sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng trong tiềm thức của người cháu. Bà không những là người truyền lửa, mà còn là giữ cho ngọn lửa yêu thương ấy cháy sáng mãi. Người bà rất giản dị, nhưng có một sức mạnh lạ lùng. Bởi vậy, cái bếp lửa quen thuộc ấy bỗng trở nên kỳ lạ và thiêng liêng. Giờ đây, khi đi xa, nỗi nhớ của người cháu về bà và về bếp lửa. Đoạn thơ kết thúc đã đúc kết thật đầm thắm lòng thương nhớ, kính yêu và biết ơn bà sâu sắc. Điệp ngữ trăng. Như muốn nói, bao năm dài đằng đẵng, đứa cháu giờ đã khôn lớn, sống trong một khung cảnh mới, một cuộc đời mới đầy đủ và sung sướng hơn, nhưng chẳng thể nào nguôi nhớ về bà. Ở dòng thơ đầu tiên, dấu chấm được đặt giữa câu thơ như một khoảng lặng của tác giả đang triết lý về uống nước nhớ nguồn. Đặc biệt,
câu hỏi tu từ. Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa? Đã khẳng định người cháu chẳng thể quên được bà cùng bếp lửa mộc mạc thân thương. Câu hỏi ấy cũng như nhắc nhở người cháu phải luôn nhớ về bà, nhớ về quê hương thân yêu. Cô và các em vừa tìm hiểu xong bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt. Bằng nghệ thuật được kết hợp nhuần nhuyễn giữa biểu cảm, miêu tả, tự sự và bình luận. Thành công của bài thơ còn ở sự sáng tạo hình ảnh bếp lửa gắn liền với hình ảnh người bà, làm điểm tựa khơi gợi mọi kỷ niệm, cảm xúc và suy nghĩ về bà và tình bà cháu. Nội dung ý nghĩa là qua hồi tưởng và suy ngẫm của người cháu đã trưởng thành, bài thơ đã gợi những kỷ niệm đầy xúc động về người bà và tình bà cháu, đồng thời thể hiện lòng kính yêu, trân trọng và biết ơn của người cháu đối với bà và gia đình, quê hương, đất nước. Để khắc sâu hơn, chúng ta cùng làm một số phần luyện tập. Ở bài tập 1, các em sẽ thực hiện các yêu cầu bên dưới bằng cách đọc kỹ các phần văn bản sau. Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa, mấy chục năm rồi đến tận bây giờ, bà vẫn giữ thói quen dậy sớm. Nhóm bếp lửa ấp yêu nồng đượm, nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi, nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui, nhóm dạy cả những tâm tình tuổi nhỏ. Ôi kỳ lạ và thiên liên bếp lửa. Em hiểu như thế nào về cụm từ biết mấy nắng mưa trong câu thơ đầu đoạn? Hãy tìm một thành ngữ có chứa hai từ nắng, mưa và giải thích ngắn gọn ý nghĩa câu thành ngữ em vừa tìm được. Cô có một số gợi ý. Cụm từ biết mấy nắng mưa không chỉ nói về những ngày nắng, ngày mưa đời bà từng trải, mà còn nói đến những vất vả nhọc nhằn bà đã nếm trải, từ đói nghèo, từ chiến tranh bom đạn, thay con nuôi cháu. Câu thành ngữ dãi nắng dầm mưa, năm nắng mười mưa, để chỉ những vất vả khó khăn. Câu 2. Tìm trong khổ thơ chi tiết nào được tác giả nhắc đi, nhắc lại nhiều lần. Việc nhắc lại nhiều lần chi tiết này có ý nghĩa gì? Đó là chi tiết tiếng tu hú. Trong 11 câu thơ mà âm vang đến 4 lần tiếng chim tu hú ở những cung bậc khác nhau. Lúc thì than thở chia sẻ những cảnh ngộ quạnh hiu của hai bà cháu. Lúc thì khiến cho hình ảnh người bà thêm đậm nét và tình bà cháu thêm sâu lắng trong lòng đứa cháu khi hồi tưởng về bà kính yêu. Câu 3. Viết đoạn văn diễn dịch từ 8 tới 10 câu, nêu cảm nhận của em về hình ảnh người bà được thể hiện trong đoạn thơ trên. Khi viết đoạn văn diễn dịch, câu chủ đề các em sẽ được đặt ở phía đầu và sau đó chúng ta sẽ triển khai các ý. Người bà tảo tần lam lũ cả cuộc đời hy sinh vì con cháu. Các em dẫn chứng bằng những dòng thơ. Bà đã hết lòng yêu thương cháu, đã nhắm lên trong cháu biết bao điều tốt đẹp, đó là tình yêu thương, là niềm tin yêu hy vọng. Và tác giả đã dùng điệp từ nhóm với những nét nghĩa khác nhau để giúp ta vừa hình dung đôi bàn tay khéo léo chăm chút giữ lửa của bà, vừa giúp ta hiểu những điều đẹp đẽ thiêng liêng và nhắm lên trong tâm hồn cháu. Bà hiện ra trong nỗi nhớ, trong tình yêu thương, trong lòng biết ơn vô bờ của cháu. Bà chính là cái nôi gia đình, là tuổi thơ, là quê hương, là bếp lửa kỳ lạ và thiêng liêng nơi tâm hồn cháu. Câu 4. Hãy kể hai bài thơ khác viết về tình cảm gia đình trong chương trình ngữ văn lớp 9. Và từ đó em có những suy ngẫm gì? Chúng ta có thể kể hai tác phẩm đó là Nói với con của Y Phương, Con cò của Chế Lan Viên và những suy ngẫm về tình cảm gia đình. Các em có thể nêu một vài ý. Tình cảm gia đình thật là thiêng liêng và bất diệt.
là nơi chấp cánh ước mơ, là nơi neo đậu khi ta mệt mỏi. Bài tập 2. Khi nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ trong bài thơ Bếp Lửa bằng việc có viết: Lên 4 tuổi cháu đã quen mùi khói, năm ấy là năm đói mòn đói mỏi, bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy. Chị nhớ khói hun nhèm mắt cháu, nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay. Từ nội dung bài thơ trên, kết hợp với những hiểu biết xã hội, em hãy viết một đoạn văn từ 8 tới 10 câu, trình bày suy nghĩ của em về những hy sinh thầm lặng trong cuộc sống. Đầu tiên, các em sẽ giải thích về đức hy sinh, đó là một tình cảm cao quý và đẹp đẽ. Hy sinh vì con người, vì người thân, vì đất nước. Hy sinh là đánh đổi bản thân để dành cuộc sống cho người khác. Hy sinh cả thời gian, tính mạng của mình cho người khác. Và những biểu hiện có thể kể trong gia đình, đó là cha mẹ hy sinh cả cuộc đời vì con cái, anh chị em trong nhà yêu thương, đùm bọc, hy sinh cho nhau. Anh chị nghỉ học để kiếm tiền nuôi em ăn học hoặc nhường nhịn quà bánh cho em. Trong chiến tranh, chúng ta thấy Bác Hồ đã hy sinh cả cuộc đời để giành lấy độc lập tự do cho dân tộc. Các anh hùng như Lê Lai đã hy sinh thân mình để cứu Lê Lợi. Các anh hùng lịch sử đã hy sinh tính mạng, tuổi thanh xuân để mang lại độc lập tự do cho dân tộc. Giờ đây là những chú công an vẫn canh giữ bình yên cho xã hội. Và đâu đó trong đại dịch COVID hiện nay, chúng ta thấy những người lính trên tuyến đầu, đó là các bác sĩ. Họ đã không ngại ngần tính mạng của mình để chữa trị cho bệnh nhân. Bàn bạc và mở rộng, nếu không có những người biết hy sinh vì người khác, thì mọi người đã không có được cuộc sống bình yên, tươi đẹp như ngày hôm nay. Các em sẽ liên hệ bản thân về đức hy sinh. Chúng ta cần phát huy đức hy sinh để ngày càng có nhiều người biết sống vì mọi người. Hay một người vì mọi người vì một người. Là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta cần rèn luyện đức hy sinh ngay từ những việc làm nhỏ nhất. Cô hướng dẫn các em về nhà, các em xem lại bài học và hoàn tất bài tập, xem trước bài làm. Tất cả các câu hỏi chúng ta sẽ soạn trong sách giáo khoa trang 174. Các em thân mến, tiết học giờ đây đã kết thúc. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo. Cô chúc các em luôn khỏe để theo dõi và học bài trực tuyến cho tốt nhé. Thân ái chào các em.